chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024, tức mùng 2 Tết Giáp Thìn của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Những dấu ấn trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Hình tượng con rồng trên các di tích di vật ở tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, năm Quý Mão 2023 đi qua không chỉ để lại những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, mà công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị cũng đạt những kết quả khá toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sự thống nhất trong đảng và đồng thuận xã hội là yếu tố quan trọng để tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các kết luận của Trung ương đi đôi với tinh giản biên chế và triển khai công tác chuẩn bị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã. Công tác tổ chức xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng. Triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ diện quy hoạch, kịp thời sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đặc biệt trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác phát triển đảng. Số đảng viên kết nạp mới năm 2023 tăng mạnh, gấp 1,5 lần so với năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có trên 500 tổ chức cơ sở đảng với tổng số gần 71.000 đảng viên. Không chạy theo số lượng, các cấp ủy đảng cũng rất coi trọng chất lượng đảng viên, tăng cường rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Hưng Yên tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố toàn tỉnh đạt tỷ lệ gần 97%. Đồng thời, rất quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghị quyết về thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn không phải là người địa phương. Đây là bước đột phá trong công tác cán bộ. Tại tỉnh Hưng Yên, nghị quyết mới ban hành và đến nay đã có 38 bí thư đảng ủy đạt tỷ lệ 76% so với mục tiêu nghị quyết đến năm 2025 và 22 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã đạt 104,8% so với mục tiêu nghị quyết đến năm 2025 không là người địa phương. Trong phát triển kinh tế, là năm thứ hai, Hưng Yên là một trong 10 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có thu ngân sách nhà nước lớn nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, đặc biệt là xếp hạng quy mô kinh tế GRDP của tỉnh Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 16 trong 63 tỉnh thành phố, vượt qua cả một số thành phố trực thuộc trung ương. Trong giai đoạn 3 năm 2021 đến 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hưng Yên đạt 10,71% trên năm, cao hơn gấp đôi tốc độ bình quân của cả nước 5,24% trên năm. Năm 2024 là về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, chúng ta tập trung là tăng cường đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, là chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng và tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện kết luận số 21 của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, kịp thời triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về công tác tổ chức xây dựng đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của đảng, tăng cường công tác nội chính, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực, chú trọng thực hiện công tác dân vận và tuyên truyền vận động quần chúng của đảng, đoàn kết và tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2024, năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, những thành tựu đạt được, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy mọi nguồn lực để mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện chủ trương về quy hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển giao thông, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp,
tăng cường công khai minh bạch về chính sách quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng thông tin, cơ hội kinh doanh, đầu tư đất đai, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá tiềm năng, cơ hội kinh doanh, xây dựng thương hiệu, hình ảnh ở trong nước và quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai các dự án đầu tư, chủ động kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhất là đối với công trình dự án trọng điểm của tỉnh, quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mùa xuân mới đang đến, chúng ta tin tưởng với sự phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực lao động, chiến đấu, cống hiến hy sinh của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hưng Yên, và khơi dậy khát vọng phát triển Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển nhanh bền vững, đưa Hưng Yên thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, nâng tầm thế và lực của tỉnh. Thu hút đầu tư là một trong ba khâu đột phá được nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 đề ra. Tuy nhiên, muốn thu hút đầu tư thì cùng với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu trọng yếu để thực hiện mục tiêu này. Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn về các nội dung này. Thực hiện nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ 19 thì ta tiếp tục tập trung thu hút đầu tư và thực hiện ba đột phá chiến lược. Điều này thì trong lãnh đạo ban tỉnh, rồi ban thường vụ tỉnh ủy, rồi ban chấp hành làm thế nào để thực hiện được ba cái đột phá chiến lược này. Đầu tiên phải xác định đó là tập trung thu hút đầu tư, và bước hai là phát triển hạ tầng, trong đó có ưu tiên hạ tầng giao thông, và thứ ba đó là phát triển nguồn nhân lực. Thứ nhất về tập trung thu hút đầu tư thì xác định là cái công tác giải phóng mặt bằng là công tác mấu chốt và then chốt, là nút thắt của khó khăn. Nếu như tất cả các dự án chỉ là dự án mà hô hào rồi ra quyết định chủ trương đầu tư nhưng không giải phóng mặt bằng được thì toàn bộ các dự án đó ở trên giấy, như vậy là không tác dụng. Và xác định là mục tiêu đó là nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng, đúng là một khâu của công tác tập trung đột phá ba chiến lược đó, thì cái xác định là giải phóng mặt bằng là nút thắt. Chính vì vậy mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình với là ban thường vụ chỉ thị 15 tập trung giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng và cho tất cả toàn tỉnh thực hiện ra kế hoạch để thực hiện cái chỉ thị đó. Và từ khi có chỉ thị, có kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh thì công tác giải phóng mặt bằng được và được quần chúng nhân dân ủng hộ rất là tích cực. Đây là một cái điểm mấu chốt và nhân dân là Hưng Yên chấp hành với kỷ cương, với pháp luật và đồng thuận và tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Và đồng thuận là cũng trong công tác giải phóng. Năm 2021 thì toàn tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp thì được khoảng gần 1.000 hecta. Năm 2022 thì được khoảng 1.000 hecta. Và năm 2023 cũng tiếp tục khoảng gần 1.000 hecta. Đây là một cái điểm mấu chốt để tiếp nhận các dự án thu hút đầu tư. Chính vì đó mà trong 3 năm gần đây thì mỗi năm đã thu hút được gần 1 tỷ đô và khoảng trên 10.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp ngoài nước và trong nước. Đặc biệt là năm 2023 thu hút đầu tư đã được hơn 1 tỷ đô và khoảng hơn 20.000 tỷ. Đây là một năm đột biến về thu hút đầu tư. Khả năng mà tại sao mà lý do là thu hút đầu tư được tốt như vậy thì các chính sách của chúng ta từ trước đến nay cũng đều như vậy, đều là chính sách giải thảm đỏ, đều là mở cửa, đều là tập trung thu hút đầu tư. Như tại sao là những năm nay thu hút hơn, vì lý do là chúng ta có mặt bằng để mời các doanh nghiệp về Hưng Yên đầu tư. Bản thân là lãnh đạo tỉnh, chúng tôi cũng thường xuyên đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và đi thường xuyên để xúc tiến đầu tư, mời gọi các cái doanh nghiệp về Hưng Yên để đầu tư. Vì chúng ta bây giờ có điều kiện là khi mà các nhà đầu tư về tỉnh thì chúng ta sẵn sàng tiếp nhận và có vị trí cho ngay, thậm chí hàng nghìn hectare cũng được. Nhưng trước đây thì chúng ta cũng hô hào, cũng có nghị quyết của Đảng bộ, nhân dân và chính quyền rất mong muốn. Thế nhưng mà cái diện tích chúng ta có hạn. Nhưng bây giờ chúng ta có cái điều kiện tốt hơn thì đấy là cái thu hút đầu tư. Thì minh chứng điều đó để cho tỉnh ngày càng phát triển hơn. Đến nay, có 33 doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông của Trung Quốc, Singapore, Malaysia đến thuê đất tại khu công nghiệp Vigla Sierra Yên Mỹ. Các doanh nghiệp đã đăng ký và hoạt động tại khu công nghiệp Vigla Sierra Yên Mỹ hiện thuê hơn 120 ha đất với tổng vốn đầu tư được phê duyệt là hơn 2.800 tỷ đồng. Lĩnh vực chính của các doanh nghiệp này là cơ khí chính xác, sản xuất và lắp ráp các loại máy móc, thiết bị chế biến, nông nghiệp, logistics,
Được biết đến nay, diện tích đã được Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Vigrasera Yên Mỹ giải phóng mặt bằng là 275 ha, đạt trên 98% diện tích. Chỉ còn một số ít diện tích công điền, hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện xây nhà máy xử lý nước thải với công suất 2.900 m3 một ngày đêm, đang chờ Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định và cấp phép. Những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo sự bứt phá trong thu hút đầu tư. Những nỗ lực này đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và tạo nên niềm tin về một môi trường đầu tư hấp dẫn, nhiều thuận lợi. Từ 219 ha khi bắt đầu vào hoạt động năm 2006, đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 của nhà đầu tư Nhật Bản đã mở rộng diện tích lên gấp 2 lần và sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong thời gian tới, trở thành khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh Hưng Yên cả về diện tích, vốn đầu tư và công nghệ hiện đại. Thực tế trên đã chứng minh không phải ngẫu nhiên các chủ đầu tư như khu công nghiệp Thăng Long 2 và nhiều doanh nghiệp khác đều mong muốn mở rộng thêm diện tích sau khi đầu tư vào Hưng Yên. Tôi thấy rằng tỉnh Hưng Yên đã có sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây. Chính quyền tỉnh và địa phương thường xuyên có những chuyến thăm, khảo sát, đối thoại với các nhà đầu tư, người lao động để hiểu rõ tình hình hoạt động thực tế, những khó khăn vướng mắc của chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp, họ đánh giá rất là cao cái công tác hỗ trợ các cái thủ tục ngay từ khâu ban đầu, từ khâu cấp giấy nhận đầu tư cho đến cấp phép xây dựng, thực sự rất là nhanh và gọn. Từ một tỉnh nhiều năm ở nửa cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thì 3 năm trở lại đây, Hưng Yên vươn lên mạnh mẽ. Năm 2022 đứng thứ 14 cả nước, trong đó cái được hơn cả đó là mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi đến đầu tư. Chính nhờ niềm tin của doanh nghiệp, năm 2023 tạo ra mốc mới để thu hút đầu tư vào tỉnh. Lần đầu tiên vượt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp hơn 2 lần so với mục tiêu đặt ra. Lũy kế đến nay có hơn 2.200 dự án trong nước và nước ngoài đến Hưng Yên đầu tư với số vốn đăng ký trên 7 tỷ đô la Mỹ và hơn 325.000 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Hưng Yên nó rất là hiệu quả. Cho nên với cái hướng đi này thì tôi cũng kỳ vọng rằng là Hưng Yên sẽ là một cái điểm sáng trong cái thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng cũng như là của cả nước. Thành công của doanh nghiệp và đầu tư đưa Hưng Yên đứng vững trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước 2 năm vừa qua. Với 17 khu công nghiệp có diện tích gần 4.400 ha và sẽ tăng gấp đôi diện tích theo quy hoạch đến năm 2030, cùng với niềm tin của doanh nghiệp, chắc chắn Hưng Yên sẽ tiếp tục là điểm đến và thu được nhiều trái ngọt về thu hút dự án và đầu tư. Trong tâm thức của người Việt từ bao đời nay, trong những ngày Tết, ngoài thờ cúng tổ tiên, người dân thường đi lễ đầu năm tại các đền, chùa để cầu may mắn, bình an với mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết tại các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đông đảo nhân dân và khách thập phương tới hành lễ cầu an. Tại đền Trần, đền Mẫu, chùa Chuông ở thành phố Hưng Yên, thời tiết ấm áp nên có nhiều du khách thập phương đến dâng hương vãn cảnh. Ban quản lý di tích cũng phối hợp với các Phật tử phục vụ tiếp đón người dân đến dâng hương một cách chu đáo, tận tình, đảm bảo sự thành kính, tôn nghiêm. Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng, đi lễ đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc mà còn vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Năm nay là năm Giáp Thìn, tức năm con rồng. Từ ngàn đời nay, hình tượng con rồng là biểu tượng của sự cao quý, sức sống vĩnh hằng, nên rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc, cung đình, đình chùa, trang phục vua chúa, các lễ hội. Rồng là biểu tượng linh thiêng liên quan đến truyền thuyết con rồng cháu tiên của người Việt. Tại Hưng Yên, nhiều di tích di vật có hình tượng con rồng được khắc họa rất sinh động. Đền An Xá hay còn gọi là đền Độ An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tự hào có hai bảo vật quốc gia đang được gìn giữ và phát huy giá trị, đó là bệ thờ đất nung và tháp đất nung. Trong đó, thân bệ trong bối ô trang trí nổi hình một con rồng với nhiều tư thế và động tác khác nhau rất đặc biệt, với những nét uyển chuyển tạo cảm giác rồng đang bay lượn giữa đất trời giao hòa. Hình rồng là hoa văn chủ đạo
linh vật rồng trang trí trên bệ thờ đất Nung đền An Xá với những tư thế lượn thoải mái, không tuân theo một nguyên tắc nào. Mỗi con một vẻ đã thể hiện sự đa dạng và dân gian hóa hình tượng này trong trang trí mỹ thuật. Điểm nổi bật của bệ thờ đất Nung này là được trang trí linh vật rồng, mang những chi tiết của con rồng thời nhà Mạc, rồng uốn khúc với vận động uyển chuyển với những vây xoắn tạo thành những cụm, những chi tiết khắc họa trên bệ thờ đất Nung về rồng ấy mang một tính chất rất đặc trưng là rồng uốn lượn thoải mái, không bị gò bó. Chùa Phúc Lâm, xã Phù Ổng, huyện Ân Thi được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và phải trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Chùa Phúc Lâm từ một am tự nhỏ đã trở thành công trình kiến trúc lộng lẫy như hiện nay. Toàn bộ mái chùa được chạm khắc với hàng trăm con rồng cực kỳ sống động, mang đậm nét nghệ thuật của người Việt. Những con rồng uốn lượn mềm mại, uyển chuyển giúp toàn bộ không gian ngôi chùa là một tổng thể hài hòa và đầy cân đối. Với lối kiến trúc độc đáo cùng nghệ thuật chạm trổ tinh xảo, chùa Phúc Lâm không chỉ là một địa điểm tâm linh, linh thiêng mà còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị. Rồng nó nằm trong Bát Bộ, và hai nữa rồng nó còn là cái biểu trưng cho cái nguồn gốc của con hòn cháu lạc của mình. Đó, rồi trong Phật giáo đó thì nó cũng là những cái linh vật nó đứng trong Bát Bộ đó, thì nó tính giác ngộ, linh động. Đó, thì đó là những cái đặc trưng của rồng. Và một cái chủ quan nữa là rồng nó có những cái mình có cái thiện cảm vì nó oai và không mà nó làm những cái việc thiện lành. Trong kho tàng di sản văn hóa Hưng Yên, hình ảnh con rồng được thể hiện trên các công trình cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như đình, đền, chùa, miếu và các lễ hội. Bên cạnh đó, hình tượng con rồng còn được biết đến với những đề tài trang trí trên các di vật, cổ vật có giá trị hiện nay. Trong cái tâm thức của người Việt Nam từ lâu thì con rồng nó biểu hiện của cái cội nguồn, biểu hiện của cái tinh thần đoàn kết, biểu hiện của cái dấu ấn văn hóa Việt Nam. Và chúng ta cũng rất là kiêu hãnh và tự hào là dân tộc Việt Nam chúng ta là dòng dõi con rồng cháu tiên. Thế thì do vậy thì con rồng thì nó không có thật nhưng mà nó lại đứng đầu trong tứ linh gồm Long, Ly, Quy, Phượng. Nó biểu hiện của sức mạnh, của cái sự phát triển, của cái sự may mắn, hưng thịnh. Như vậy có thể thấy rằng hình tượng con rồng gắn bó, hòa hợp một cách gần gũi, biểu tượng phong phú, đa dạng trong đời sống vật chất tinh thần của người Việt từ xưa đến nay. Rồng là con vật huyền thoại, nó đẹp và sinh động qua trí tưởng tượng của con người vô cùng phong phú. Vì vậy hy vọng rằng năm 2024 là năm đẹp và nhiều may mắn đến với mọi người, mọi nhà. Ngày 15 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch, tỉnh Hưng Yên sẽ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn. Phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào trồng cây năm trước, năm nay toàn tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng cây đề ra. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát động sâu rộng phong trào trồng cây nhân dân nhằm điều chỉnh bổ sung số lượng cây nhân dân để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tập trung trồng 5 loại cây chính: ban Tây Bắc, bàng Đài Loan, Osaka, kèn hồng, bằng lăng. Tổng số cây dự kiến là 24.000 cây. Tiếp tục trồng bổ sung hoàn chỉnh trên 164 tuyến đã thực hiện năm 2023, phần chưa trồng, và phấn đấu trồng mới tại 100 tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, thị xã Mỹ Hào trồng 2.800 cây, các huyện Văn Lâm trồng 4.500 cây, Yên Mỹ trồng 1.800 cây, Khoái Châu 1.080 cây, Văn Giang trồng 680 cây. Ân Thi trồng 3.150 cây, Kim Động trồng 2.400 cây, Phù Cư trồng 4.350 cây, Tiên Lữ trồng 1.640 cây, thành phố Hưng Yên trồng 1.600 cây. Đối với các tuyến đường, khu dân cư, khu cụm công nghiệp, chỉ chọn một loại cây để trồng, khuyến khích lựa chọn trồng một loại cây cho nhiều tuyến đường, nhiều khu vực để tạo điểm nhấn, nét đặc trưng riêng về cảnh quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, chăm sóc và phù hợp với tập quán của người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng, hưởng ứng sôi nổi tích cực của cán bộ và nhân dân cùng các cơ quan đoàn thể, chắc chắn các địa phương sẽ thực hiện tốt mục tiêu trồng cây mà tỉnh đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh.